Ông bà cô chú có thấy trường hợp giống như Tâm An không bà cô chú, mà không biết cái như vậy không biết có ảnh hưởng gì không nữa mà thấy nó lạ. Hồi trước giờ Rồng cũng mới thấy lần đầu, hồi nhỏ thì không có nước mắt đâu mà lớn lên á bây giờ sao thấy nước mắt lại có nhiều quá. Đâu lại cho quay kỹ cho ông bà cô chú xem nè. Để coi ông bà cô chú là trường hợp này chưa, đặng nói cho mẹ biết, đặng mẹ yên tâm mà đi mẹ đỡ lo kìa. Con nhìn ông bà cô chú nè. Đây. Cái lỗ ghèn của Tâm Em, con nhìn cha nè Tâm Em. Ngước lên, con ngước lên. Cái lỗ ghèn của Tâm Em thì nó nằm ở ngoài này một lỗ. Đó, ở trong nhìn, một lỗ nhìn, nữa. Nhìn kỹ sẽ thấy ông bà cô chú là ngay chân cái chỗ này một lỗ. Và ở trong này nó sẽ có một lỗ bị cái chỗ này á, là nó rất là thường ra nước mắt. Dạ con xin chào ông bà cô chú đến theo dõi kênh Sông Sinh Thiên Thần. Con chúc ông bà cô chú thật nhiều sức khỏe. Dạ bây giờ tới giờ rước Tâm Tâm rồi, con với cha sẽ đi rước, còn mẹ ở nhà coi nhà. Dạ ông bà cô chú đợi con rước Tâm Tâm, coi xem bữa nay Tâm Tâm có học ngoan không nha. Rồng xin chào ông bà cô chú anh chị. Tâm Tâm đã đi học về rồi đây. Tâm về rồi hả? Phân tay đàng hoàng mới được. Thôi chưa mà mét tùm lum hết trơn vậy. Cha thưa chưa? Ôi, mai chào cô chú anh chị. Tâm chị ơi. Tâm chị ơi, con thưa mẹ chưa? Ở ngoài gặp mấy chị nãy giờ đợi Tâm Tâm về chơi á. Vậy rồi con thương mà cô chú. Mà cô chú mới đi học gì? Bữa nay đi học sao? Nay đi học sao? Chơi với bạn có ngoan không? Không có khóc hả? Dạ. Có chuyện gì vui không kể mẹ nghe với? Có bạn. Có bạn chơi con hả? Đi học là ngày nào cũng có bạn chơi con vậy đó. Rồi sao nữa kể cho ông bà cô chú nghe coi. Ngày mai thứ sáu. Thứ sáu là sao? Hết nghỉ. Bảy. Thứ sáu mình còn phải học, cô có nói nữa hả? Để hồi mẹ hỏi cô thử nha. Cô Duyên ơi, Tâm Tâm nói ngày mai thứ sáu được nghỉ kìa, sao đây cô? Mẹ hỏi cô nha. Tao nói dốc. Tao nói thiệt, tiện tiếp mẹ gọi cô. Bây giờ làm sao đi vô? Tập vỡ con mà không thấy ngồi xe nữa hả? Tiện tiếp mẹ lấy vô nha. Con chơi nha. Sao con? Con đi học về có rửa tay rửa mặt chưa? Con ngồi dưới đây đi con. Ngồi dưới chơi với Tâm Chị đây. Ở trên sạch. Ở dưới dơ hay gì? Dạ. Ở dưới sạch mà, cho lâu rồi. Dơ mà. Đi xuống đây gáp cho bà cô chú con đi. Đi xuống đây gáp hình cho bà cô chú con là con đang gáp hình gì? Xuống đây gấp lại, anh chị xuống đây nè con. Anh chị xuống qua cho em ngồi đi. Mẹ nói là hai đứa chơi không có giành nhau nha, chơi chung nhau nha. Hình này mẹ để đây nè, mẹ để sẵn đây nè, hai đứa gấp nha. Gấp xong được hình gì rồi có mình khoe với ông bà cô chú nha. Nghe Tâm. Con làm cái nào đâu? Con để dưới đây nè, gấp cho ông bà cô chú thấy con đang gấp cái hình gì nè Tâm. Đi học về mình đi ngoại Tâm. Đi ngoại nữa hả? Ở đây là chỉ có gì ngoại. Tâm Tâm là chỉ biết có gì nội, gì ngoại, gì khóc hơn bà cô chú. Không có được đi đâu hết trơn. Đi đâu nữa? Mẹ nhốt nhẹ không à? Mẹ nhốt nhẹ không? Trời ơi đứt ruột trời. Tại vì mẹ phải buôn bán nữa mà. Mẹ buôn bán mới kiếm tiền mua sữa được chứ. Mẹ mất công chuyện rồi, để bữa nay mẹ đóng cửa sớm nữa được không? Mẹ dắt con đi được không? Được rồi đó hả? Con là mẹ con.
Ôi ơi, này hình này hình gì mà đẹp dữ vậy ta? Rồi cho thêm một cái hình đưa vô đây nữa. Làm cái dừa nè, bỏ vô đây nè con. Ôi ơi, tâm em đã thành công nhưng mà không biết gì nữa. Anh chị ghép hình vuông đi. Con ghép hình vuông đi con. Con không có dở lên hết nổi đâu. Cái màu đó màu gì con lấy cái màu ở trên mấy cái gì đi. Đây màu xanh. Nhẹ tay thôi nha. Đây màu xanh dương. Xanh dương hả? Con là bánh màu hồng. Màu hồng. Ờ đúng rồi. Tâm em là bánh pizza đó. Ôi ơi bánh pizza đó hả con? Đây là màu cam màu xanh. Màu cam với màu xanh hả? Rồi con ghép cái hình này hình kia coi. Ghép ngôi nhà coi. Màu kiến luôn màu cam. Để làm cho cha dành cho mai nữa. Nhanh nghe mẹ đói lắm rồi đó. Ăn cái bộ đi đây ăn chơi á. Ăn thiệt có sao không? Không. Sao vậy? Ăn thiệt thì bị sao? Bị mất nghẹn. Mất nghẹn. Vậy là mình làm xong rồi mình ăn giả thôi hả con? Dạ. Ừ. Xong ăn giả thôi nha. Con có mời ông bà cô chú không? Con mời ông bà cô chú ăn. Đâu cái bánh sao đâu mời ông bà cô chú rồi. Mẹ không? Wow, là được mấy cái rồi. Ờ, cái này của mẹ, mẹ để đây đi, cái phần này của mẹ nè, nè. Cô cha. Con làm cho tâm chị á, con làm cho tâm chị. Tâm chị thì đang tháo cái kia ra là cái bánh pizza kìa. Của con bánh này là bánh gì Tâm em? Tâm chị em nhờ cho ông chị một miếng bánh nha. Anh nhờ mời cha mẹ một miếng bánh nè không? Bữa nay chiều, bữa nay chiều hơi vắng nha bà cô chú. Vô phòng chơi với Tâm Tâm nãy giờ mà không nghe Long gọi. Con coi nhà ở ngoài kia. Bữa nay đóng cửa sớm cho Tâm Tâm đi chơi đi. Tâm, bữa nay đóng cửa sớm chở con đi chơi nữa quá. Nha. Dạ. Chơi chút đi về mẹ dọn dẹp xong rồi mẹ dẫn con đi ra ngoài chơi xíu nha. Bữa nay không biết gì nội hay gì ngoại thôi nè. Không biết. Không biết. Con muốn đi đâu? Muốn đi ngoại. Ngoại ha. Dạ. Gì vậy? Gì nhìn vô đó mà cười vậy? Mẹ đâu có đâu. Mắt con hả? Mắt con đâu có đâu. Lại đây con mới coi gì lại đây mẹ nói nghe nè. Tâm em nó có một cái điểm khác biệt lắm ông bà cô chú, độc lạ vậy lắm đó ông bà cô chú. Người ta bình thường mắt người ta có hai cái lỗ gàng mà Tâm em á tới ba lỗ luôn ông bà cô chú. Lại đây mẹ nhảy cho ông bà cô chú coi cái điểm khác biệt của con nè, độc lạ của con nè, lại đây. À mắt con đâu, mắt con có hai cái lỗ gàng nào đâu. Ủa cái phần này là gồng mây cũng không biết gì sao nữa ông bà cô chú. À đây nè ông bà cô chú, mắt của Tâm em á, người ta có hai cái lỗ gàng mà Tâm em có một cái lỗ gàng ở ngoài đó đó ông bà cô chú thấy không? Đây cái lỗ này ở ngoài nè, mỗi khi mà khóc là nước mắt nó trào trào chỗ đó rồi đó ông bà cô chú. Ông bà cô chú có thấy trường hợp giống như Tâm em không bà cô chú, mà không biết cái như vậy, không biết có ảnh hưởng gì không nó mà thấy nó lạ. Hồi trước giờ gồng cũng mới thấy lần đầu. Hồi nhỏ thì không có nước mắt đâu mà lớn lên á, bây giờ không thấy nước mắt đó nhiều quá. Đâu lại cho quay kỹ cho ông bà cô chú xem nè. Để coi ông bà cô chú là trường hợp này chưa, đặng nói cho mẹ biết, đặng mẹ yên tâm mà để mẹ đỡ lo coi. Con nhìn ông bà cô chú nè. Đây. Cái lỗ gàng của Tâm em, con nhìn cha nè Tâm em. Ngước lên, con ngước lên. Cái lỗ gàng của Tâm em thì nó nằm ở ngoài này một lỗ. Đó, ở trong nhìn, một lỗ nhìn, nữa. Nhìn kỹ sẽ thấy ông bà cô chú là ngay trên cái chỗ này một lỗ. Và ở trong này nó sẽ có một lỗ bị cái chỗ này á, là nó rất là thường ra nước mắt. Hồi nhỏ thì không có ra nhưng mà giờ ra nước mắt nhiều lắm. Ra nước mắt là nhỏ giọt luôn á. Hồi nhỏ không ra á. Hồi nhỏ con đi mình biết đi không? Biết chứ, hồi nhỏ không có biết đi. Cũng không có gặp trường hợp này nên không hiểu gì cái phần này có cô chú anh chị nào mà biết gì cái phần này tư vấn giùm gồng mây. Con nói tiếp gì anh hay, cha nó kéo. Gì đó hả? Cũng mới hai chồng cũng mới phát hiện gần đây mà sao thấy ra nước mắt thường là ra nước mắt cho đó không à. Hồi trước thì có cái điểm khuyết nhưng mà sao bây giờ mới thấy là ra nước mắt, mới phát hiện là cái đó là cái gì mà con không biết gọi là cái gì nữa. Nước mắt mà nhỏ giọt tuôn tuôn luôn á, mỗi lần khóc là ở trong rồi ở ngoài ra nhiều lắm. Cũng không hiểu sao những phần này luôn. Tâm em có cái điểm độc lạ luôn nữa nè.
Rồi lì nhức nhà nữa không? Có lì nhức nhà không? Không. Tâm chị ơi, tâm chị cho hỏi này nè, tâm em có lì không con? Không. Có không? Không. Còn con? Không. Ở nhà mình ai lì? Dạ anh ăn gì nhất? Anh ăn gì nhất hai? Thôi không có nói anh hai gì, anh hai nghe anh hai buồn. Anh hai buồn đó nghe chưa? Nghe chưa? Hai đứa bên nhau hỏi ai lì là hai chị em bên nhau mà đi đổ lỗi cho anh hai. Hả? Nhà hai gia đình ăn bánh mì gì à? À, con mời bà cô chú ăn với kìa. Bà em ăn với kìa. Dạ đây chơi nghe mẹ ra ngoài nha. Hai chị em chơi với nhau được không? Để mẹ coi mẹ dọn dẹp thì chiều mẹ dẫn đi đi chơi hay dọn dẹp xíu nha. Đi về nội đi về. Ơi mẹ nghe có khách. Cô khách mừng quá. Mừng quá nãy giờ ngồi. Bây giờ lâu quá mà mới nghe có khách. Mừng quá Tâm ơi có tiền mua sữa rồi. Mua gì? Mua gì mua sữa thôi. Ừ. Có tiền kiếm tiền mua sữa cho con uống. Mua sữa cho con uống làm gì vậy? Nó quen cho nó. Cho mau lớn. Cho mau lớn. Cho em nó ăn kẹo hay. Mấy Rồi hai đứa hồi nãy giờ đi học về có thương thằng Tài Thổ Địa chưa? Phải đi ra ngoài thưa ông thần tài thổ địa, cho ông thần tài thổ địa phù hộ cho con kiếm tiền mua sữa. Nghe. Rồi thưa chưa. Mới đi học về. Cảm em thương thần tài thổ địa chưa? Đi học về. Thưa rồi cái gì có chạy vô đó. Nó đủ làm gì? Nó đủ làm gì? Nó hư cây á. Ừ, mình phải hứng gì đó. Chưa mua được cái nhà, cái gầu tướng nữa không? Tâm thứ ơi, Tâm làm như nó hư cây mà. Qua hết một đợt bông rồi, bây giờ nó muốn ra đợt nữa rồi nè. Mẹ ơi, vậy rất đầy hư luôn mẹ. Nó sao? Đưa cho hai đi con. Đưa cho hai. Tâm làm như là hư cây. Tươi. Ôi, bông 10 giờ đâu có tưới nhiều quá. Tưới cây khác đi con, đừng có hứng cho nó nữa. Để hai làm cho. Để hai làm cho con. Em cam đâu có biết là. Bây giờ tưới nhiều quá rồi nên biết mà. Rồi đây cha tưới nè, Có cái chuyện tưới cây thôi. Đó. Hai con đi con nữa. Đó có cái giò là bốn cha con dành nè. Đây nè, tưới. Rồi tới con lại đây tới con nè. Hả? Ê, Long tắm rồi nha cha. Long tắm rồi đó. Rồi. Đây, tới con. Rồi, Tâm chị tới thì Tâm em dặn rồi kìa. Rồi, tới Tâm em ra đây nè con. Tâm chị xong rồi tới Tâm em. Bây giờ cái hồ bơi bây giờ mỗi lần bơm cực quá trời. Giống luôn hồ bơi. Vô tắm nữa mẹ. Cẩn thận con để ướt. Cẩn thận ướt em con ướt rồi xong ướt phải ướt sẵn rồi mẹ ơi. Rồi chưa tưới cái dàn cây của cha nè, để cho tưới cái dàn cây của cha cái con giận cha. Dễ giận quá vậy. Lấy lại là giận. Bữa nay anh có mấy cái cây mới nè. Chào mày, bữa nay có mấy cái cây mới nè bà cô chú. Cái cây này bữa hổm là hình như là nghe nói là cái cây vô tiền ở gì? Ờ, cây vô tiền, chị nói là cây vô tiền. Người ta bán người ta nói là cây vô tiền mà bà cô chú. Tiền vô. Thiệt tình. Rồi đi xuống đi, để cho từ từ cho đưa cho. Long ơi Long. Rồi về tới cha vậy. Rồi mới mốt quen luôn rồi, chiều nào cũng đòi ra đây tưới kiểu đó luôn. Rồi ra giận luôn. Rồi sao không tưới cha luôn đi.
cô làm gì ướt nhà nha Long ơi. Lên tắm lại lên để mình thay đồ đi chơi. Lên ờ trễ là không có đi chơi được đâu đó. Mỗi ngày của Tâm Tâm luôn đó. Tâm Tâm là phải cứ đây trước giờ đi tắm. Rồi sao cả nhà ướt luôn. Mát không? Mát không con? Mát không? Cứ cây chút xíu mà bà vậy. Mát đó. Không? Dơ. Cây tròn tròn nó dế em luôn. Là lúc này nóng nực quá à. Mát phải lấy cái hộp bơi xuống cho Tâm Tâm nè. Nóng quá à. Buổi chiều cái hộp bơi bơm lần ngán quá. Bơm lên rồi vô nước hơi lâu nữa. Có hộp bơi là Tâm Tâm vô tắm, Tâm Tâm hay dịu ra. Ờ vậy đi, nào cho kiếm cái ra cái đầu bơm người ta lấy bơm cho con nghe. Rồi, để lên, lúc này nóng ngực quá, tắm cái này mát lắm. Mát lắm luôn. Ngồi xuống luôn rồi. Trời ơi, con giận cha giờ. Cha giận luôn, vậy là cha giận. Con giận. Ai cũng giận chứ, thôi mình đi vô đi. Ở nhà nha. Thay đồ đẹp nha. Xuống vô. Thay đồ đẹp à. Như hai thay đồ đẹp đi. Anh hai thay đồ đẹp, mình đi chơi mà. Nhanh nè, mình phải tranh thủ mình mới thích đi chơi được nha. Vô chỗ này mới sạch nè. Mới đi chơi vậy thôi đó, bà cô chú thật ra chạy về ngoại hay về nội vậy thôi ông bà cô chú ơi. Chứ gần đây không có điểm vui chơi. Biết hồi nãy không tưới, không cho thấy. Ờ, tưới cây mà Tâm thấy là mệt lắm á. Đây nè, hai đứa tắm chung nè. Rồi, nghỉ đây. Rồi, tắt nước, khóa nước lại cha ơi. Rồi, chờ Đào hả cưng. Rồi, đợi. Rồi, cha con xong chưa? Tưới cây xong chưa? Xong rồi, xong rồi. Con lạnh rồi. Con lạnh rồi. Con lạnh rồi. Xíu vô thay đồ, hay thay đồ rồi nè. Con chào bà của chú, con đi tắm. Chào bà chú, đi tắm luôn. Ờ, đi tắm chuẩn bị đi chơi. Đi ra ngoài dạo dạo. Thay đồ đẹp đi chơi. Rồi, vô trong, bye bye. Rồi, mấy bạn bạn trước này, mấy bạn con đi tắm đi chơi. Bên tay lại. Rồi. Xiết lên lạnh nha. Con ghé đồ màu đen và đồ con chê. Nè, đồ đó là đồ con chê, đồ dớ mình hôm nay đồ nhỏ. Con này đồ màu đen. Ừ, rồi đi vô mặc đồ đi, mặc đồ con nít đi, đi vô đi. Mấy bạn bà. Mấy bạn bà cô chú. Rồi, nhanh đi vô để lạnh nha, mấy bạn bà cô chú. Rồi. Thì nói tới đi chơi là Long chuẩn bị gì với Long? Con chuẩn bị nước uống. Trời ơi, con làm như là đi đâu vậy đó. Mà chạy xe ra ngoài cho em mát xíu rồi vô hả? Dạ ơi kệ, giờ kiểu như bây giờ mình ngắm cảnh là phải đem nước. Trời ơi, ngắm cảnh đem nước. Rồi phụ mẹ dọn dẹp ở chỗ đó nữa nha. Dạ. Đi tắm rửa thay đồ, đi tắm rửa thay đồ cho em rồi dắt đi ra ngoài xíu cho em thoải mái. Chứ để em nói với mẹ suốt ngày nhốt trong nhà không. Rồi, thôi gia đình Tâm Tâm tạm biệt ông bà cô chú nha. Bye bye ông bà cô chú đi con. Dạ. Tạm biệt ông bà cô chú. Rồi.